Rồi, mình đi tiếp ha. Xin chào cả nhà. Đến với đầu tuần thứ 8 rồi. Cuối tuần này mình làm sao? Nghỉ hè. Đại lễ đấy. Một tuần cơ đấy. Sống làm sao để hết một tuần, em nhớ thầy quá, đúng không Thuận? Đâu có chụp bán hả? Này chỉ dành cho những người có trí tuệ mới học được thôi. Tao chấp mày có cái đó đấy, tao cho mày giải thích. Tao bữa học gì tao chấp mày có chuột đấy, hiểu được chết liền, đọc được chữ tao chết liền. Hả? Sao đọc được không? Không hiểu lắm. Đúng rồi, tao còn không hiểu tao nói gì đó mà. Hôm nay nhìn mặt mày lạ vậy? Thầy xin biết lớp này không? Có học lớp này không vậy? Hôm nay nhìn khác vậy? Trả bài không mày? Á đù. Cái bài dưới rồi mày? Đứa nào gửi bài cho mày? Quân hả? Ở Hà Nội đúng không? Rồi, cảm ơn, tao sẽ hỏi ông Quân. Nó vừa nhìn nhau kìa, chửi thề câu má cho bà cái rồi tự nhiên lại ngồi nói đúng không? Nhìn nó đoán rồi, nó gửi qua Messenger. Thế còn một thằng khác gửi. Chứ không lẽ lớp khác gửi. Dạ bài Quân. Nói về chứng chỉ của BA. Tiếp. Mày đừng nói thế, mày không nên nói thế, mày phải nói là trung tâm mà cung cấp cái tín chỉ, cái chứng chỉ, xin lỗi, trung tâm nào, tên trung tâm. Sai mày. Gì? EBA á hả? Mày đọc tiếng Anh kiểu gì kì? BA có nghĩa là khác rồi nha. Nó tháo phim nó đổ lại được không? Hay nó sẵn vậy thôi. Kiếm phim tháo đổ lại đúng không? Nếu có thiết lập được cái phim này nó khác phim, tức là cấu hình lại cho các phim khác nhau được không? Map được không? Được luôn hả? Tao không làm nó để cho chớp nó có đèn nào đâu. Sạc pin cái gì? Hay sạc? Sạc được không? À. Này bao nhiêu? Nói thật coi. Mấy? 1 triệu. Rồi cái này ví dụ tao nhấn một phím thì cái tự động nó ra được code của Java Web không? Ví dụ chính nhiệm nó phải khác chứ, nhấn một cái tự nhiên nó ra. Bạn muốn làm app Java Web nào? Quản lý đặt hàng, lên đặt hàng, cái tự nhiên bụp bụp bụp, code nó chạy bụp 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 bụp. Thì sẽ tao mua liền. Có không? Đó là bàn phím cơ cũng giống bàn phím thường à? Khác rồi vậy, chết rồi. Cảm giác nhấn. Ví dụ thế nào? Cho mày câu giờ đấy. À. Thế nó làm gì? À, nó đổi mốt đó hả? Tức mình xét cái zoom lên đây hả? Hay sao? Tay mình đẩy lên đúng không? Thế bây giờ mình đang chạy Mac mà nhưng mà xem phím của Win cái gì? Kiểu vậy được cái gì? Và nó chạy không được đúng không? Nó chạy chật chìa không? Nhưng mà tao vẫn cảm giác không phục lắm ở cái chỗ là bàn phím cỡ này mà nó không ra được cái code Java Web một cách tự động. Không được. À, máy này hạ dụng em quá hả? Đâu có đáng đâu. Có đèn không? Tại sao buổi tối code được?
Thằng nào giờ có điện. Tối nó phải đèn nó chớp chớp thì mới đã chứ. Cái đầu hả? Tắt đi cho tao gõ thử một cái cảm giác coi nào. Tắt có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gì không? Cái lưng câu giờ cho mày đấy quên. Quen với cái phím nó hơi hẹp tay đúng không? Đúng không? Nè nó hơi khác. Cảm giác nó hơi hẹp tay. Tất nhiên chưa từ sẽ quen thì nó sẽ còn lại cái cảm giác phím đúng không? Nhưng mà đúng nó phím cơ gõ vậy đâu. Thích gõ phím enter tao phải gõ cái cốc của cái phím máy tao mới lụng rồi. Nó kêu lấy cái đó đúng không? Anh ảnh hưởng anh em mà ồn. Được. Nhà có điều kiện thì nó biết rồi. Tốt. Uống ở Phúc Long nó đi với cốt nữa hả? Có bay vẫn này. Coi như chưa chơi với nó đi. Anh em mình chơi với nhau thôi. Cảm ơn cô. Được, nhìn đẹp á. Nhìn nó vào rồi, nó chắc cũ. IBA là một trung tâm. Nhưng mà, vừa xem xua coi đúng không? À, lướt qua tí, rồi không sao. Tốt, tiếp tục. Hãy nói cho tao nghe về cái cam kết làm việc giữa customer và BA. Bills of responsibilities và bill of gì? Right, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi bên có bao nhiêu cái, tao giảng có bao nhiêu thôi chứ mà thực ra nó có thể nhiều. Mỗi bên có 5. Tức là cái quy tắc làm việc và giao tiếp giữa BA và customer. Mày nhớ được cái quy tắc nào làm việc hay giao tiếp giữa hai bên? Nhớ được quy tắc nào không? Ừ. Nói đi. Rồi, customer mong muốn rằng app làm ra phải phục vụ được cái công việc của mình. Ví dụ phục vụ công việc của mình là thế nào, cho ví dụ cụ thể coi. Ví dụ làm app bán hàng thì phải sai đồ cho việc công việc bán hàng. App quản lý phòng mạch thì phải lưu trữ được các đơn thuốc, thay vì phải viết giấy nữa thì tiêu mẹ rồi à. App quản lý thư viện thì mọi việc mượn trả sách nếu có thể phải nằm qua cái app, thay vì phải ghi cái giấy. Giấy chỉ đơn giản là in ra cái bill thôi. Ok. Đơn giản như đâu rồi. Xong hai cái bill off chưa hay mới xong một? Ok, cảm ơn. Thế cái bill off thứ hai là cái gì mày có biết không? Trách nhiệm của customer với BA hay BA phải làm à, thì customer phải làm gì cho BA. Hôm nay mình học rồi đó. Được, cảm ơn cô. Không có chửi thằng bạn nhé mày. Nhà nó có điều kiện. Nghe chưa? Mày cứ ví dụ như nó lười học ấy thì mày cứ nói là một cái hình ảnh của cái chụp trên bảng là một ly cà phê thôi. Đó, đã được rồi. Được, cảm ơn. Để bắt đầu mình đi vào câu chuyện tiếp theo. À. Vẫn cấu trúc cây phân cấp. Stakeholder, mình vẫn đang dừng ở đây. Trong đây có customer. Trong đây có user. ITBA và nhiều người khác nữa. Nhưng bây giờ mình không quan tâm. Quy tắc giao tiếp hay làm việc giữa hai bên. Quy tắc giao tiếp hay làm việc giữa hai bên. Tôi ghi chữ nhỏ để cái bảng sẽ có những cái ví dụ lớn. Và trong cái quy tắc làm việc này thì tôi chia thành hai nhánh. Bữa mình biết rồi, quy tắc giao tiếp làm việc giữa hai bên. Nhất
hay là bill of price. Quên cái câu phát biểu, những cái tuyên ngôn. Hai là bill of price on C B D T. Hay quá ha, nó chờ hết giờ, nó chờ hết giờ điểm danh, à giờ trả bài xong bắt đầu nó mới vô. Hả? Hôm bữa cũng đâu. Trong yếu tố tâm lý của con người nó có một cái yếu tố là hiệu chứng đau bụng mà không phải rõ nguyên nhân. Nhưng cuối cùng nguyên nhân chính là lo lắng về việc trả bài. Cái này thật sự có yếu tố tâm lý. Mày hiểu chưa Hải? Nhưng mà trong lập trình thì nó có một khái niệm gọi là cái biến cộng dồn. Mày biết biến cộng dồn không? À, cộng cộng lên. Cho nên hôm bữa chưa trả bài thì vẫn tiếp tục cộng dồn lên. Và thứ tư tuyên bố trước lớp Hải trả bài hoặc Hải vắng mặt. Thế thôi. Mày đừng có ngồi mày lo la, mày đừng có ngồi mày gọi là tự tin mới nói với tao rằng là thưa thầy, thầy cứ cho em vắng mặt. Vì mày còn 2 tuần nữa tổng cộng là 6 buổi. 2 tuần nữa còn học nữa là tổng cộng 6 buổi. 6 buổi cộng với tuần này nữa là 9 buổi lận. Cho nên vẫn dư sức để đảm bảo bị cấm thi. Hiểu không Hải? Chưa kể tao mới nói với phòng đào tạo viết cái mail ý lộn tuần vừa rồi kiểm tra điểm danh lộn cho thằng Hải. Hải vắng mặt rồi xong. Tao không sửa được nhưng tao có quyền viết email ý lộn với nhà trường. Hải muốn thách thức kiểu nào? Nói thật. Không thách thức đúng không? Có khi tao cần phải khai quật lại những cái message mà cái thời anh em mình học OOP với nhau tao đã chửi mày như thế nào. Có khi khai quật trên Messenger. Đứa nào xóa đứa ấy hèn. Và nếu xóa bên phía bên mày bên tao bị mất thì đồng bên vẫn còn cái chữ remove đúng không? Tức là chứng minh một điều hèn. Được không? Hả? À? Có kỳ đâu phải xóa đúng không? Có kỳ đâu gì đâu mà phải sợ đúng không? Vậy lý do gì sợ trả bài đầu giờ? Hả? À? Mày chơi vậy không được. Hả? À? Thứ tư mà không nói thứ tư tuần nào. Đấy. Thuận có phản đối không? Mày có phản đối việc nó dành bài trả bài của mày không? Thứ tư hai đứa trả bài cho tất cả các môn của kỳ năm. Tất cả các môn của kỳ năm. Tao hứa tao sẽ bật điểm danh ngay tại chỗ. Quyền, tức là khách hàng có quyền yêu cầu BA phải làm gì? Hay là BA cần làm gì cho khách hàng? Em biết rồi, đơn 5 điều. 1 2 3 4 và 5. Cái này mình đã đơn rồi. Bây giờ hôm nay là gì? Trách nhiệm của khách hàng là gì? Đó. Khách hàng về với ngược lại, khách hàng phải làm gì cho biết? Trách nhiệm của khách hàng với VA. Tôi viết chữ nhỏ nha, để còn nhiều ví dụ. Hay là khách hàng cần làm gì cho VA? Bởi vì anh phải làm gì cho BA để BA có thể cung cấp một cái giải pháp tốt. Khách hàng dĩ nhiên phải đưa tiền. Nhưng mà anh chỉ đưa tiền xong anh bảo cho tao cái phần mềm mà không nói năng gì thêm thì dĩ nhiên mình cũng không thể nhận được. Vì lý do nhận rồi cũng không biết làm gì. Tranh cãi qua lại rồi thế nào là đưa nhau ra tòa về việc đáp ứng không đáp ứng được nhu cầu của nhau. Thì cái chuyện đó mình chả bao giờ muốn. Tôi muốn có phần mềm để dùng được cho công việc của tôi cơ mà. Nên khách hàng cần làm gì cho BA? Đó. Thì đây người ta gọi là trách nhiệm của BA. Thế một bên là tao cần thì mày cung ứng đi. Và bên này cũng vậy. BA, tôi cần anh phải cung cấp những điều gì cho tôi. Vậy bên này tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái nhánh kiến thức. Nhánh số 1, khách hàng, ông phải làm gì cho BA? Như vậy khách hàng phải giải thích cho BA biết
họ đang làm việc thế nào? Legacy system. Hay là SE system đang vận hành thế nào? Tức nói chung là khách hàng người ta sẽ có một cái đó. Khách hàng, anh phải giải thích cho BA cho biết, cho BA biết khách hàng đang làm việc thế nào, legacy system của họ là như thế nào. Đang ví dụ, đang ví dụ. Nếu mà khách hàng cần làm cái app, làm cái app quản lý bệnh, quản lý thư viện, quản lý thư viện tôi viết tắt. Nếu khách hàng cần làm cái app quản lý thư viện, tôi viết tắt, tôi viết chậm nha, tôi viết chữ nhỏ để nó đủ cả cái bức tranh. Bảng bên kia dành cho việc khác. Ví dụ khách hàng cần làm cái app quản lý thư viện, như vậy quản lý thư viện thì khách hàng phải giải thích, nên khách hàng phải giải thích, nên khách hàng cần nói cho BA nghe thế nào là phân loại sách, phân loại sách nhé, và quy tắc mượn trả, quy tắc mượn mượn sách. Thế nên cái này nó tương đồng rất nhiều với bên, tương đồng với cái bên cái điều số 1 của bên Bill of Rights. Khách hàng và BA phải nói cùng vốn từ vựng, cùng cái ngữ nghĩa, cùng câu chuyện, phải hiểu với nhau. Đó. Khách hàng nói cho BA nghe phân loại sách, quy tắc mượn mượn sách như thế nào. Ví dụ mượn sách là sao? Tôi lấy ví dụ mượn sách của Trương Minh. Thì bạn có quyền mượn sách trong môn học chính khóa cộng với sách tham khảo. Nhưng mượn sách thì bạn phải trả sách trước thời hạn kết thúc học kỳ, hoặc sau khi một tuần kết thúc học kỳ, đại loại có cái quy tắc nếu trễ một ngày thì bị phạt bao nhiêu tiền. Đấy là cái quy tắc. Tức là số sách được mượn và bị phạt trễ như thế nào, trả trễ như thế nào, và trả trễ ra sao. Nói chung tóm lại là phải có tất cả những cái quy tắc này nói ra. Đấy là ví dụ về quản lý thư viện. Cái ví dụ thứ hai, ví dụ về cái app quản lý nhân sự và tiền lương. Quản lý nhân sự và tiền lương thì đây là cái câu chuyện nó luôn đi kèm nhau. Nhân sự và tiền lương, nhân sự tức là nhân viên, rồi tiền lương đi kèm với ông là sao. Thì trong đây ví dụ phải giải thích, khách hàng phải giải thích cho BA các công thức tính lương. Tính lương này, mỗi công ty nó có công thức tính lương khác nhau. Trong đó có công thức tính lương này, còn công thức tính thuế thu nhập cá nhân. Bữa tôi có nói về tính thuế rồi, thu nhập cá nhân. Nếu bạn quên mấy công thức thuế thu nhập cá nhân thì mình có thể nhìn lại. Đây, công thức tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn nào làm cái app và tính lương quản lý nhân viên, cái này người ta gọi là công thức tính thuế lũy tiến. Công thức này nếu mà muốn làm app, muốn làm cái app về quản lý nhân sự và tính tiền lương, chúng mày phải gài công thức này trong app. Cái này tao không có bí hiểm gì cả. Công thức này là công thức, chúng mày cứ nghĩ là cái công thức tính thuế. Đó. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. App mình phải gài công thức này vào đấy, đùa đâu. Vậy thì gài sao? Ví dụ nó có rất phức tạp nhá, chứ không phải đùa, nhưng tao đang ví dụ một cách đơn giản nhất thôi. Nhắc lại ngày hôm bữa kể câu chuyện. Bây giờ mày lương đi làm, mày lương mày được 36 triệu. Giả sử mày làm được 36 triệu. Mày lỡ ham chơi, mày có một đứa con với bạn gái của mày. Khai báo giấy khai sinh thôi, còn đăng ký kết hôn là cái chuyện đâu có cần thiết. Con cái nó đâu có phải lệ thuộc vào giấy kết hôn hay không đâu.
Giả bộ vậy thì đứa con mày phải nuôi, người ta gọi là người phụ thuộc. Người phụ thuộc. Còn mày là người chính, là người đi làm để nuôi đứa con. Vậy lương 36 triệu thì mày phải đóng thuế như thế nào? Đóng thuế nha. Nhà nước yêu cầu tính như sau, nhắc lại cái câu chuyện để cho mày hiểu, và đến lúc mày bắt đầu mày làm cái app tính lương là mày phải suy nghĩ về điều này. Giảm trừ ra cảnh. Đây là câu chuyện có thật đấy. Tao giảng cho mày biết đường mày làm công thức để sau này làm cái app mình phải hiểu là tại sao nó phải tiệm cận của cuộc sống này chỗ đó. Tao đã có nói về kỹ năng của nghề IT, à của nghề BA. Trung bình ở dân Việt Nam mình mỗi người, trung bình nhá, cả người miền núi lẫn miền xuôi miền ngược, tiết trung bình ra mỗi người xài 11 triệu Việt Nam đồng là đủ tiêu dùng cơ bản. Nhưng ví dụ mỗi buổi tối mà trước khi mày đi ngủ mày xúc miệng bằng một miếng Chivas để cho nó thơm miệng đi ngủ thì chỉ để tao thua. Mình tính trung bình thôi nhá, là mỗi người 11 triệu. Như vậy cá nhân tao đi làm hay mày có đứa làm có đứa con, như vậy bình thường mày xài cho nhu cầu mày 11 triệu. Rồi đứa con của mày dù uống sữa ngoại hay không nhưng mà phải tính tại miền núi chia trung bình ra, thì đứa con mày uống sữa và tã cái thứ này nọ một tháng mất 4 triệu 4. Tao coi như 5 triệu đi cho nó dễ tính. Như vậy hai cha con mày một tháng xài 11 cộng với 5 là 16 triệu. Làm cho nó dễ tính. Vậy hai cha con mày xài 16 triệu mà thu nhập của mày đang là 36, tức là mày dư so với xã hội là đến 20 triệu. Hiểu logic không? Tức là so mặt bằng chung thôi, chứ đâu ai cấm mình được làm giàu và mình được làm nhiều tiền hơn. Như vậy 20 triệu đó sẽ bị đánh thuế tỷ lệ, tính tiền thuế thu nhập cá nhân. Đến đây hiểu chưa? Tức là nhà nước sẽ trừ cái khoản tiền mày nuôi con và cho chính mày ra. Thì còn lại là cái phần đó sẽ bị đánh thuế. Tất nhiên không phải nộp hết cho nhà nước, mà nếu nộp hết nhà nước thì ai cũng bằng như nhau à. Quan trọng nhất là 20 triệu sẽ bị đánh thuế. Và cái thuế này người ta gọi là lũy tiến. Lũy tiến có nghĩa là thuế nó đánh tỷ lệ tăng dần. Messi và R7 ở bên nước ngoài cũng đánh y chang à. Sau khi trừ nhu cầu cá nhân, trừ những người mình đang phải nuôi theo một cách chứng minh nào đó, cuối cùng phần còn lại bị quánh. Và bây giờ xem cái quánh thuế như sau. Vì tao trừ 36 trừ đi 16 là hai cha con chúng mày lại làm tròn là 11 cộng với 5 đi là 16. Thì còn là 20. Nhà nước sẽ quánh thuế như sau. Nếu mày dư, mày dư so với mặt bằng với cái tiền bị đánh thuế của mày hiện nay đang là 20 nhá. Nhà nước bảo rằng nếu mày chỉ dư 5 triệu thôi, tức là giả sử lương của mày là 10, nãy là 16 cộng với 5 là 21 đấy. Giả sử 21, giả sử lương mày 21 trừ hai cha con 16 thì còn 5. Thì trong khoảng 5 triệu đó mày bị đánh thuế 5%. Hiểu chưa? Tức là mày dư 5 triệu thì so với mặt bằng chung thì mày bị đánh thuế 5% của cái phần dư đó. Như vậy nếu mày dư 5 triệu thì 5 năm 25 mày đóng 250.000 tiền thuế thôi. Nhưng mà cuộc đời mày hiện nay mày đang dư 20 so với mặt bằng. Hiểu đến đây không? Mình đang đóng là mình đang có 36 trừ đi 16 thì còn 20 là mình bị dư 20 so với mặt bằng. Thì mình sẽ bị đánh thuế trên cái 20 đó. Thì vì con số 20 dư thì nó đi qua đoạn 5. Thì bị 5 triệu đầu mày bị đánh là 5%, 55 25. Như vậy mày bị đóng tiền thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước là 250.000. Chưa đủ, vì mày dư nhiều, mày dư từ 5 đến 20 lận, mày dư từ 0 đến 20 lận. Như vậy thì từ đoạn 5 đến 10 vì 20 triệu của mày nó đi qua đoạn 5, xong nó đi qua đoạn 10. Thì từ 5 đến 10 mày bị đánh thuế là 10%. Như vậy 5 trừ 10 thì còn là 5 triệu. Mà đánh 5% của 10% của 5 triệu. Tức là cú này cũng là 5 triệu nhưng mà đóng là đánh 10%. Cú 5 triệu đầu đánh 5%. Hiểu logic chưa? Người ta gọi lũy tiến tăng dần. Messi y chang à? Thế nhưng tỷ lệ của Messi còn đánh cao hơn cái phần trăm này này. Thế thôi. Như vậy từ 5 đến 10 là 5 triệu. Khoảng 5 triệu. Mình vẽ con số 20 ra mình thấy thôi. À, ta sẽ vẽ trên bảng cho chúng mày xem. À, em thử nó hay lắm nha. Chứ không phải đùa đâu. Nào, nếu tiền thuế của mày bắt đầu bị dư, đây là phần dư, dư sau khi trừ, sau khi trừ gia cảnh, hai cha con là 11 cộng với 5 bằng 16 và 36 trừ 16 thì còn 20. Như vậy 20 này sẽ bị đánh thuế, bị đánh thuế. Nhưng mà đánh thế nào? Người ta không lấy 5% của 20 triệu, không có. Mày sẽ chia từng đoạn ra. Đoạn từ 0 đến 5. Mày bị đến này 5. Mày bị đánh số 5%. Từ 5 cho đến 10. Đây là con số 10 triệu. Đoạn này mày bị đánh thuế 10%. Từ 10 đến 18. Mày bị đánh thuế 15%. Đoạn này trở lên. Cái công thức cứ thế mà tính lên. Một số phần trăm khác. Đến đây hiểu công thức chưa? Cho nên hiện nay mày đang dư 20. Mày đánh sao? 20 thì từ 0 đến 5 là mày dư này. Mày đánh
Như vậy 5 năm 25, như vậy đóng 250k. Đoạn năm dư năm. Vậy nếu lương của mày 21 triệu thì mày chỉ đóng đúng 250 ngàn thôi. Vì mày chỉ dư từ 0 đến 5 hết. Nhưng mà vì mày dư nhiều, chia cái đoạn nhiều ra thành nhiều đoạn đánh khác nhau. Cho nên từ 5 đến mày dư đến 20 lần cơ mà. Như vậy từ 5 đến 10 nhà nước bảo rằng ê từ 5 đến 10 hả? Của anh 10%. Như vậy 5 đến 10 là 5 triệu đúng không? 10% của 5 triệu là 500k lận. Cho nên cùng 5 triệu nhưng mà 5 triệu đoạn đầu thì đánh 5%. Nhưng 5 triệu sau bảo người oánh vọt lên. Như chỗ này là 500k. Từ 10 đến 18 là 8 triệu. 8 với 15%. Vậy là mình đánh 15% lận. Như vậy 8 x 15 rồi triệu 2. Hiểu bên đây chưa? Tiếp theo xem đoạn công thức phía sau. Từ 18 đến 32 phải đánh 20%. Như vậy đoạn này đánh 20%. Kịp không? Theo kịp đến đây không? Đấy, người ta gọi lũy tiến, tức là mình quất theo từng đoạn. Và kết luận là sao? Như vậy 18 đến 32 lận. Nhưng mà mình bị dư có đến 20 à. Như vậy đoạn này 18 đến 20 là có 2 triệu. Đoạn này mình có dư 2 triệu thôi. 2 triệu bị đánh 20%. 22 là 4, như vậy 400k. Được chưa? Vậy tổng cộng mày đóng bao nhiêu tiền? Nếu lương mày 36 triệu. 250 cộng với 500. À, cái này 500. Thế 750. 750 cộng 4 là triệu. Triệu 1, đúng không? Cái tính như triệu 2. Triệu 2 cộng với triệu 2 là 2 triệu 4. Vậy tổng cộng mày phải đóng khoảng 2 triệu 4. Tiền thuế. Như vậy 36 triệu mày phải đóng thêm. Quất vì tiền thuế của mày là 2 triệu, triệu 4. Vậy mày tưởng tượng nếu lương mày cao nữa thì cái khoản kia nó đóng cao đi. Tuy nhiên cao đến mức độ nào đó theo cái công thức. À được, giờ đây em hiểu thế nào là thuế rồi ấy gì. Và công thức này phải gài ở trong. Phải lệ ép, chia từng đoạn và tính. Cho nên tao nhập lương, tao nhập người phụ thuộc vào, chúng mày phải in ra lương. Và cái công ty mà rất giỏi về cái việc này, một trong công ty hàng đầu Việt Nam về mặt kế toán và tiền lương, chính là công ty Misa. Misa, con gấu Misa đấy. À, misa.com.vn. Công ty này tao hay vào lắm. Hay vào website này. Đơn giản một ngày tao chỉ vào, tao nhìn em Ái Nhi một cái. Chào anh, em giúp gì được cho anh? Tên cô gái là Ái Nhi, vào misa.com.vn nha. Cái phần chat ở dưới đáy màn hình á, em tên là Ái Nhi. Và khi mày vào trong công ty, mày sẽ được người ta hướng dẫn mày biết cái công thức này đưa vào. Như vậy nếu mày viết code á, nếu mày viết code thì chỗ này mày phải để if trong code, đúng chưa? Chỗ này mình phải if trong code. Cái này sao đó? If trong code thì nếu lương là bao nhiêu mày công chữ trừ khoảng, tao tính sai hả? Bao nhiêu? Chia bao nhiêu? Chưa hiểu. Ừ? Tổng số phần trăm á hả? Là bao nhiêu? Có triệu mấy hả? Không, tao chưa hiểu mày nói. Không, cái này nó phải chia đoạn nó mới tính á, chứ không gộp được đâu. Chơi cả miếng lớn mày chia hả? Không, nhà nước không cho cái cục. Như vậy thì bởi cái người mà dư ít, ví dụ nếu tao dư có 5 triệu thì nhân tao đóng 20% chẳng hạn, là nó khác so với cái người lương thu nhập cao. Cái nguyên tắc này đảm bảo tính công bằng là chia đoạn, nhà nước làm rồi. Và thế giới nó cũng chia đoạn, chứ nó không có cứ coi như vượt mức một cái là tính bao nhiêu phần trăm. Thì cái người mà người mà tiền bị dư ít là người ta phải đóng nhiều hơn so với cái người thế nhiều. Mày hiểu tao nói không? Không, đây nó đảm bảo tính công bằng, nó chia đoạn. Mày dư ít thì mày đóng ít, mày dư nhiều thì mày phải đóng nhiều. Chứ còn bây giờ mày cứ nói không cần biết, cứ dư so với mặt bằng chung, trừ sau khi trừ ra đánh 20% là chết mẹ cái người lương ít, người ta lại bị đóng nhiều hơn so với tỷ lệ. Ví dụ tao lương đâu có 20 trừ 4 bằng trừ 16 bằng 4 triệu. Đánh 20% của 4 triệu. Khác nha. Hiểu logic cái đây không? Theo kịp chưa? Cho nên không cộng dồn vào. Theo kịp chưa? Cũng phải dư một tí cũng đánh 20%, mà dư nhiều cũng đánh 20%, tao thà tao dư nhiều hơn. Nó đâu có công bằng. Đúng vậy đó. Đó luôn. Cái này là cả thế giới người ta theo công thức này, vấn đề cái tỷ lệ thôi, khác nhau thôi. Việt Nam mình học của phương Tây trong vụ này. Messi mới chơi trò với R7 chơi vào quánh, nhưng mà châu Âu quánh dữ quá cho nên mới gọi là thiên đường né thuế. Đó. Có vụ này nhá. Thiệt. Không đùa đâu.
luật sư của Messi cũng bảo rằng thôi đừng đóng ở, đừng khai báo thuế ở Pháp chẳng hạn, khai báo thuế ở một cái thiên đường mà nó cho thuế kiểu nhẹ nhàng thôi để nó thu hút tiền vàng. Đó, nó có chỗ đó người ta gọi là né, không phải trốn nhá, trốn là chết, trốn là phạt cho mày vỡ mặt, thấy chưa? Cứ vào Google sợ cái Messi và R7 né thuế đi, thế nào cũng có mà. Thì đóng nhiều lắm á, được không? Rồi, tự nhiên tao nói câu này để làm gì? Tao nói với tụi bay nghe như vậy để hình dung rằng là đủ, toàn bộ những cái chuyện lắt léo của công thức này em phải học hả? Ủa mày không học thì làm sao mày làm cái app này, mày in vào, đưa vào tiền, đưa vào người phụ thuộc nó ra được. Đã mày đến đây chưa? À, giờ đến đây đã hiểu cái sự lắt léo của cái này. Và ai? BA, ta phải học. Và customer ơi, ông phải chỉ tôi. Cho nên cái câu này nó còn nặng ở trong cái giáo trình này, nó còn dùng chữ rất mạnh tay luôn. Bạn nhìn chữ này, nó có cái chữ gọi là educate. Khách hàng phải có trách nhiệm giảng dạy, nếu mình dùng dịch nghĩa gốc của từ tiếng Anh. Đây, cái chữ này nó còn dữ dội hơn. Khách hàng phải có trách nhiệm giảng cho, dạy cho BA biết cách mà họ đang làm việc, kể cả các công thức này. Cái cô kế toán, cái cô bên nhân sự và tiền lương, khi mình viết app cho cô, hiện nay cô đang làm Excel. Và nếu mình làm app thì cô phải giảng cho mình cái công thức này, cách tính để mình gài vào, ít vào chứ. Ok. À, đến đây mình đã hình dung cái câu chuyện của cái việc mình học các công thức, học cái câu chuyện của khách hàng. Đây là việc số 1. Việc số 2. Việc số 2. Cái này dễ mà, cho nên phải học nhá, học các kiến thức của xã hội, kiến thức của cuộc sống để mình có thể biến nó vào thành tính năng của phần mềm. Việc số 2. Khách hàng phải dành thời gian. Đó, phải dành thời gian cho BA. Đó. Phải dành thời gian cho BA để BA có thể học hiểu Q&A về những thứ khách hàng đang làm, để từ đó tìm ra requirements. Crack, đây là cái màn hình. Requirements chính là màn hình, mình đã từng học rồi. Khách hàng, ông phải có trách nhiệm dành thời gian cho, dành ra thời gian cho BA để BA có thể phải nắm được cái công thức của nó đấy. Ví dụ phải dành thời gian giải thích, chứ không chỉ đưa công thức ông hiểu đi, không, phải dành thời gian để giải thích, dành thời gian để huấn luyện, dành thời gian để hỏi đáp. Ví dụ mình không hiểu công thức một cách rõ ràng thì nói cho mình, ví dụ công thức tính khuyến mại, công thức cái những cái công thức về tính giá tiền tồn kho, tính lãi suất, à tính lời lãi của việc bán hàng, phải giải thích cho tôi cách để tôi làm đưa vào app đó, phải gài trong app. Là cách thứ hai. Câu chuyện này dễ hiểu nha, dành thời gian để BA trao đổi giao tiếp. Nên bạn đi hiểu một điều là cái kỹ năng của BA và kỹ năng của khách hàng trong trường hợp này đó là bạn cứ nói là câu chuyện của giao tiếp để thấu hiểu. Trên cái bức tranh đầu kỳ mà tôi đưa cho các bạn xem, bức tranh tam sao thất bổn đấy. Nên nếu ít dành thời gian cho nhau, ngay cả dành thời gian cho nhau cũng chưa chắc đã hiểu đúng ý nhau. Nên bây giờ bắt buộc là phải có yếu tố dành thời gian cho nhau để hiểu nhau hơn. Rồi, cái số 3. Này dễ hình dung hơn. Cái số 3. À, phải cung cấp, anh phải cung cấp requirement chính xác khách hàng. Phải cung cấp requirement chính xác. Đó, chính xác, tức là những công thức này nọ phải cung cấp chính xác. Rồi sau đó phải dành thời gian review cái requirement mà BA viết ra. Khách hàng phải cung cấp requirement chính xác và phải dành thời gian để review cái requirement mà BA viết ra. Cho nên khi mà các bạn học trong môn MLOP thì hàng tuần thì các thầy cô hay kể cả tao, vấn đề là tụi bay cái scene đã chưa xong, để từ từ đấy thầy. Thứ hai xong rồi gặp thứ hai bảo chúng nó sâu sản phẩm thì chúng nó bảo thôi thầy, cho em đến thứ tư. Nhưng bản chất cái câu chuyện là chúng tôi muốn xem thử xem cái cách tiến trình cài đặt của các bạn nó đến đâu, và có đáp ứng được những nhu cầu của chúng tôi hay không. Không cần bắt các bạn viết thành câu chữ mà thực hiện ngay trực tiếp trên màn hình. Cái giai đoạn review sản phẩm nha, những cái tuần mình review làm trong theo quả mô hình Agile Agile, nó cũng chính là cái cách để review
cái việc là anh có hiểu ý của tôi hay không và anh làm đúng cái màn hình mà tôi cần hay không. Nên review là một cái bước mà không thể thiếu ở trong quá trình khách hàng khi chơi với BA. Đặc biệt là khi viết SRS, cái tài liệu bữa tao cho chúng mày xem đấy, cái cuốn tài liệu. Cái đó là khách hàng cũng phải đọc. Để cái đồ án tốt nghiệp mà các thầy cô cũng phải đọc, đọc từ sớm để có thể chỉnh sửa cho các bạn. Đó, để các bạn làm cái đúng hướng luôn. Đó, thì tất cả cái trò đó người ta gọi là phải dành thời gian để review cho cái tài liệu requirement viết ra. Cái này nó chính là một cái bước nha. Nếu nó nói trong môn SWT thì nó chính là cái trong môn SWI luôn, V model. Và nó chính là phần static testing trong môn SWT. Môn kiểm thử phần mềm V model hay là static testing trong môn SWT, hay là cái nguyên lý early testing trong môn kiểm thử phần mềm. Early testing. Tức là kiểm thử phần mềm càng sớm càng tốt. Kiểm thử phần mềm càng sớm càng tốt. Sớm đến mức độ là ngay khi chưa có app, ngay khi có requirement đã phải kiểm tra rồi, requirement có phù hợp hay không, chính xác đầy đủ hay không. Rồi, tiếp theo bước số 4. Mình còn thời gian sẽ nói thêm những điều đó. Bước số 4. Khi requirement có thay đổi, phải báo ngay cho BA. Khi requirement có thay đổi phải báo ngay cho BA. Bởi vì anh báo sớm thì tôi còn sửa sớm. Ví dụ của câu báo sớm và sửa sớm, mình có thể nhìn. Cái này hôm bữa cũng đã nói trong cái môn, trong cái nhánh về bên trách nhiệm, quyền khách hàng có quyền, khách hàng có quyền thay đổi yêu cầu. Thì bạn nhìn cái câu ở trên bảng này thì bạn mới biết một điều rằng cái công thức hồi nãy tôi cùng các bạn làm ấy, về tính tiền lương cho một nhân viên mà đóng thuế bao nhiêu ấy, là đã có sự thay đổi cách đây khoảng 1 năm 2 năm. Trước năm 2020 thì nhà nước bảo rằng một nhân viên, một con người, một cái công dân ở Việt Nam xài 9 triệu thôi. Và người phụ thuộc là đứa con của các bạn cách đây từ năm 2020 trở về trước là có 3,6 triệu. Nhưng hiện nay thì bạn biết là tiền bạc nó trượt giá. Cái đồng tiền nó cần phải nhiều tiền hơn một chút xíu để mua được một điều gì. Ví dụ hàng ngày bây giờ mình biết thấy, ngày trước mình cách đây cũng không lâu lắm đâu, cỡ nửa năm thôi, mình rỗng rạc vào cây xăng đầy bình. Chắc tao không nói gì xe, cái xe côn tay hoặc xe nó uống xăng thì cơ bản khoảng 5-7 chục ngàn này cũng đã hòm hòm lắm rồi. Còn bây giờ 50 ngàn nhìn vào cái bình xăng vẫn thấy nó hẻo lắm. Mới được có 2 lít mấy thôi hả? Lít mấy thôi chứ làm gì? 50 ngàn mới được lít mấy à? Chứ được 2 lít cơ mà. Cái đạo trước 50 ngàn là nếu xăng là 20 ngàn thì coi như cũng bạn được hơn 2 lít cơ mà. Đấy thì bạn thấy rằng tiền bắt đầu nó bị người ta gọi là bị mất giá chút xíu. Thế như vậy thì bây giờ tiền xăng nó lên giá như vậy thì tiền nuôi con và tiền chính thì mình xài cũng phải mắc hơn, nhiều hơn. Cho nên luật đã đổ sửa đổi năm 2021 trở đi là 11,4 triệu. Nhưng dạo trước là 9,3,6 triệu. Cho nên bây giờ chúng mày phải hiểu một điều rằng là về mặt lý thuyết cốt phải sửa đúng không? Cốt công thức của mình lúc đầu là 11 cộng với 4,4 triệu. Thì dạo xưa không phải là 11 cộng 4,4 triệu mà là 9 cộng 3,6 triệu. Nhưng mà khi mà nhà nước thay đổi bảo rằng không, thay đổi cái tỷ lệ tiền trừ cho nhân viên, cho công dân, lập tức mình phải sửa cốt. Đúng chuẩn là phải sửa cốt. Như vậy có hai cách để sửa. Sửa cốt có nghĩa rằng mình viết hợp cốt, tức là cốt cứng cái value các con số này. Mình trừ lương đưa vào, trong đầm trong cốt của mình là số tiền phải tính thuế là 2 chấm bằng, đó bằng là số tiền đưa vào trừ đi 11 trừ 4,4 triệu cho một người. Nhưng mà ngày xưa nó phải là 9,3,6 triệu. Vậy nếu mình nói là ngày xưa là 9,3,6 triệu thì sau này bị sửa là 11,4 triệu. Vậy cái cách giải pháp đầu tiên là đè cốt ra sửa, sửa thay con số. Cách thứ hai là đưa hai con số này vào trong database. Đúng chưa? Đưa vào database để làm gì? Hai con số 9 triệu và 3,6 triệu là hai cột. Tiền của cá nhân, giảm trừ cho cá nhân và giảm trừ cho người phụ thuộc. Như vậy mình làm cái màn hình admin,
vào edit lại hai con số, áp dụng từ năm 2021, update cái dòng về giảm trừ gia cảnh, set cái cột cho chính cá nhân bằng 11 thay bằng 9, đúng không? Và phần kia bằng 3.6. Như vậy về mặt nào đó bạn không phải sửa cốt, bạn chỉ làm màn hình admin để cập nhật hai con thông số. Thấy chưa? Đấy, cho nên cái việc đổi requirement có ảnh hưởng đến việc viết cốt. Và nếu viết cốt khéo trong một chừng mực nào đó thì ta có khi không phải sửa cốt, tức là ta làm màn hình cấu hình đưa thông số. Đấy, đấy là điều mà đặc biệt. Nhưng có việc này tao cá chúng mày phải sửa cốt. Cái này có thể không phải sửa cốt, người ta đã đưa ra cái này, đã cái thầy cột database rồi. Nhưng cái này thì phải sửa cốt thật. Đây là thứ phải sửa cốt. Bài báo này mới tuần trước. Đôi khi chúng mày, thế hệ chúng mày thì chắc không giống với thế hệ tao, có tiền ít khi gọi để tiết kiệm kiểu khác, hoặc là đầu tư mẹ vào chứng khoán hay tiền kỹ thuật số hay bất động sản. Nhưng có một dạng gửi dành cho hưu trí cỡ bọn tôi, những người già hay dùng, tức là tiền có một đoạn mình khoản mình thu nhập về mà mình không chưa xài đến, mình để dành, gọi là dành dưỡng già. Ê, cái khoản tiền này để đâu? Đầu tư thì nhiều khi không quen, thôi cứ gửi ngân hàng chắc ăn. Ngân hàng người ta giữ cho mình thì gọi là gửi tiết kiệm, nhưng chắc chắn người ta sẽ trả cho mình lãi. Cái này gọi là gửi, giống chơi hụi cũng là một dạng có lãi nha. Nhưng mà chơi hụi thì nó còn tùy thuộc niềm tin của chủ hụi. Còn đây là mình vẫn phải niềm tin vào ai đó, niềm tin ngân hàng thì dù sao nó cũng đỡ hơn. À, tất nhiên lãi sẽ không cao bằng của hụi. Rồi, thế thì ngày xưa là khi mày gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng giữ thì nó có hai, bây giờ cũng vậy, nó có hai option. Option thứ nhất là mình nói ngân hàng là tôi gửi 50 triệu ngân hàng tôi để dành đó, nhưng mà tôi có thể rút bất cứ lúc nào cho nhu cầu dùng. Thì ngân hàng bảo rằng như vậy lãi suất thấp nha. Vì tiền mày rút ra do bất thường. Thì về nguyên tắc là ngân hàng khi mình rút bất kỳ ngày nào thì người ta phải huy động một khoản tiền khác để người ta đưa cho mình. Và người ta giữ thì người ta vẫn trả, nhưng người ta đâu có giữ cho ngân hàng, người ta để im đâu, người ta để cho người khác vay. Người ta lấy lãi, nguyên tắc là người ta có tiền cho vay, vay lãi suất cao hơn lãi suất mà trả cho mình thì người ta ăn chênh lệch chứ còn gì nữa. Ví dụ mỗi tháng tao trả cho mày 10% giả bộ. Thì ngân hàng đi cho người khác vay là 20%. Thì cái lãi 20% đó thì trả cho mình 10 hoặc còn 10. Nên mà logic ngân hàng là vậy, tiền người ta sẽ phải để cho nó biết đâu có để cố định, người ta cho biết động. Câu chuyện đặt ra là nếu mà mình có nói với ngân hàng là tôi gửi 50 triệu đấy, ngân hàng đồng ý nhận ngay. Chỉ có điều họ hỏi câu anh gửi là hình thức nào, mấy tháng, mình nói không, tôi có thể rút bất kỳ lúc nào, thì họ sẽ cảnh báo lãi suất thấp nha, suất thấp lắm. Rồi, nhưng mình nói câu tao biết chắc chắn là trong vòng 6 tháng nữa tao đéo xài đến, tao để hẳn 6 tháng, 6 tháng sau tao mới rút. Ngân hàng bảo lãi suất cao đấy, tức là người ta tính khoảng 7-8% một năm. Chúng mày đi ngoài các cửa ngân hàng, chúng mày thấy cái con số lãi suất bao nhiêu phần trăm, đó chính là cái lãi suất này này, lãi suất tiền gửi á. Được chưa? 7% một năm, nếu mình nhân lên khoảng 0,7, 0,8 gì đó, 0,9 thì một tháng, lại lại vậy chứ một tháng mình để ngân hàng đéo làm gì cũng được 0,7%. Số tiền nó cứ cộng vào. Mình chia tỷ lệ cho 12 tháng, 5 chia cho 12. Ok. Thế thì luật của ngân hàng cho đến thời điểm này là nếu mà mày gửi được 5 tháng 28 ngày rồi, giả bộ như vậy đi, chắc chuẩn thì được lãi cao rồi thì cần tiền, còn 1-2 ngày nữa là đến hết cái hạn để được rút tiền, nhưng mà cần quá phải rút. Ngân hàng bảo rằng là ông sẽ bị lãi suất thấp nha, vì lý do ông rút trước. Chuyện này luật đã có từ lâu chứ không phải ngân hàng chế ép mình, đây là luật toàn bộ nhà nước từ lâu rồi. Nhưng mà sau này thì ngẫm lại thì thấy như vậy cũng thiệt thòi cho những người người ta gửi tiền vì cái niềm tin với ngân hàng, nhưng mà đây luật đã có. Ngân hàng mới đây nhất là nói rằng là đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền hơn một chút. Ê, và cũng đó là cái cách để ngân hàng người ta thu hút được nhiều người gửi tiền hơn chứ. Bạn có quyền rút trước hạn luôn, rút một phần thôi thì vẫn được hưởng lãi suất khá cao so với ngày xưa là tất tần tật. Nói chung cũng lại là ông sẽ bị lãi suất rất thấp. Tao không muốn chúng mày đọc sâu vào cái bài này vội ở đây, về nhà đọc. Nhưng nói chung cũng lại đây là một điều từ trước bây giờ chưa có về cái bài này. Trước giờ là cứ rút trước, chạy mẹ mày ngày nào bố tính lãi suất thấp nhất, có công thức sẵn rồi, ráp bụp cái xong. Còn bây giờ không, rút trước. Nếu rút một phần nữa, được quyền rút một phần luôn. Phần còn lại vẫn được hưởng lãi suất ngon lành, phần ngày thì hưởng lãi suất thấp. Tức là ngồi nó trẻ cái công thức tính ra. Nói chung cúm lại là phải sửa cốt. Để cái tình huống này chưa trước, trước giờ nó khác hoàn toàn so với ngày xưa. Ngày xưa chỉ cần rút trước, quất một thẳng, một nèo, lãi suất rất thấp. Còn đợt này thì một phần lãi suất cao và một phần lãi suất thấp cho cái phần rút thôi, trước hạn. Còn nếu mà rút đúng hạn thì vẫn coi như lãi suất cao như bình thường. Cái này tao đang muốn nói câu là requirement thay đổi vì lý do nhà nước thay đổi quy tắc. Và lý do đó chúng ta phải có sự sửa đổi cốt theo. Vậy thì nếu điều này mình đang làm cái app ngân hàng thì mình phải được cập nhật thông tin này để mình sửa cốt ngay.
Nếu đang làm, chứ còn lát ngân hàng đã áp đã có rồi thì vẫn phải đè code ra mà sửa. Nhưng mà đang làm thì cũng phải phải được thông báo để sửa ngay. Chứ còn nếu không đến lúc release, bắt đầu người ta rút tiền một cái, nó không áp dụng đúng công thức này. Về nguyên tắc là làm sai yêu cầu của nhà nước và khách hàng vẫn có quyền đòi quyền lợi của họ. Được chưa? Vậy cái tôi muốn nói đây là cái việc thay đổi này nó nằm ở quy tắc kinh doanh hoặc nó nằm ở luật pháp hay thay đổi và phải được cập nhật vào trong app này. Ok, như vậy báo ngay cho mình cái việc thay đổi này tùy chính sách kinh doanh, chính sách kinh doanh hay sự thay đổi luật pháp, thay đổi của luật pháp, cho nên app cần phải điều chỉnh, app cần phải cần thay đổi ngay, app cần phải được thay đổi được ngay, chứ nếu không thì vừa chưa kịp viết ra để dùng đã outdate vì không sử dụng được. Đó. Thì đây là điều mà họ có quyền đòi hỏi ở ở bên phía khách hàng phải cung cấp ngay cho họ sự thay đổi. Và cái cuối cùng, khách hàng phải viết rõ ra tiêu chí nghiệm thu sản phẩm, nghiệm thu sản phẩm giống như cái nghiệm thu này, cứ giống như ba mình giao cho mình một việc, à, mình làm xong sớm mình khoe cái này, khoe ba con làm xong việc rồi, ba kiểm tra cái câu đi kiểm tra để ba đồng ý rằng là ok mày làm được, câu đó người ta gọi là nghiệm thu. Nghiệm thu tức là đánh giá rằng là mày làm đúng yêu cầu và tao xài được thì gọi là nghiệm thu. Như vậy thì khách hàng phải viết rõ ra tiêu chí nghiệm thu sản phẩm. Cái tiêu chí nghiệm thu này trong nghề của chúng tôi nó gọi một cái từ rất hay là từ AC, cái tắt của chữ acceptance criteria, cái thuật ngữ trong nghề. Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm chẳng qua là các gạch đầu dòng để nói rằng một tính năng như thế nào gọi là đạt, là những cái gạch đầu dòng. Viết thêm ở trên đây là những cái gạch đầu dòng giải thích một tính năng thế nào là đạt yêu cầu, một tính năng thế nào là đạt yêu cầu. Đó là câu gạch đầu dòng thôi. Ví dụ app login bằng Google ghi rõ, nhưng mà login Google như thế nào? Google, cái Google là cái Gmail á, Gmail của trường hay Gmail của cá nhân, và cái Gmail nó có kèm đi kèm cái pass riêng hay là pass xài luôn của Gmail. Mình nói thẳng câu đó ra thì cái đó người ta gọi là tiêu chí nghiệm thu. App login bằng Gmail, rồi hai chấm, Gmail này là Gmail của trường và pass là pass của Gmail đó luôn chứ không phải pass riêng. Cái này thì mai mốt lúc đó mình login một cái giống như login của FAP trường mình là không cần yêu cầu password nữa vì nó lấy luôn hoàn toàn của Gmail. Còn bạn nhiều forum, nhiều diễn đàn nên yêu cầu là dùng email đăng ký nhưng vẫn có cái pass riêng. Nếu chúng mày còn nhớ điều đó thì hai cái đó là khác nhau, phải ghi rõ hẳn ra. Sai bao nhiêu lần thì khóa hệ thống lại, đại loại vậy. Có two level authentication hay không, thông qua token OTP, mà OTP đó là OTP gửi qua SMS hay gửi qua mail, phải nói rõ tất cả những cái câu này, nói rõ thì sau này bắt đầu người ta mới biết được à có đúng không, mày làm có cài đúng hay không. Thì cái này tôi gọi là những câu gạch đầu dòng để giải thích về tính năng. Nắm được chưa? Thì cái chuyện này thì sau này tôi có thời gian tôi sẽ quay trở lại giải thích thêm về cái này. Chỉ biết rằng nó là những cái câu ghi chú rất chi tiết để giải thích rằng một tính năng thế nào là hoàn hảo đối với user tao. Và BA, à trên khách hàng, ông phải viết ra để tôi cài theo. Đó, tôi cài theo thì lúc đó là mình sẽ tránh tranh cãi nhau rằng thế này là đúng, thế này là sai. Ví dụ acceptance criteria dành cho non-personal. Khi câu app phải chạy nhanh, hai chấm phản hồi nhanh, chấm mỗi nút bấm khi nhấn nút xử lý sẽ phản hồi lại kết quả với người dùng trong vòng 3 giây đổ lại, không được hơn.
ghi một câu 3 giây đổi lại thì mai mốt mình test. Thế nên cái chất lượng mạng bình thường đây, mà nếu nó 5-10 giây một cái thì có nghĩa rằng nó không đạt được yêu cầu để nghiệm thu, tức là để nói rằng tao cần nhanh nhưng mà chúng mày đưa nó khoảng 10 giây là tao không chịu. Thì nó vẫn phải thắc đo. Cái đây người ta gọi là cái câu ghi chú một cách cụ thể. Tất nhiên mình sẽ còn quay trở lại cái điều này sau. Vậy tôi đã vừa đi qua cho các bạn đến thêm 5 cái nhánh của bên Bill of Response, thì abilities, tức là quyền lợi, thì trách nhiệm của việc khách hàng đối với BA nhà như thế nào. Thế thì nếu bạn nào cảm giác muốn cần xem cái bản gốc của nó thì tôi giảng, thì nó nằm ở trong giáo trình luôn. Tuy nhiên tôi sẽ nói ngắn gọn hơn và tôi nói tóm lược hơn nhiều thứ để các bạn hình dung nha. Rồi, thì đây là cái toàn bộ cái nội dung, cái kiến thức liên quan đến cái việc cái nhánh stakeholder. Tôi tạm dừng ở đây là mình đã đi đủ tất cả kiến thức của stakeholder rồi, và tất nhiên còn nhiều điều cần giải thích sau, tính sau. Và bây giờ ta sẽ bàn thêm về đấy, tức là ta sẽ đi sang cái nhánh tiếp theo, những kiến thức tiếp theo. Rồi, đây vẫn nhánh từ cây gốc nha, từ cái cây gốc đi sang bảng kế bên. Bảng kế bên, tức là vẫn từ cây gốc mà ta đi ra. Hôm nay tao chợt nhớ, nó thiếu cô gái, nó phòng tập, đi đâu rồi? Nó nghĩ thằng bạn trai nó nghĩ theo luôn đúng không? Cô gái thấy chăm chỉ mà, cứ ai mà tao khen một cái là bắt đầu nó biến chất ngay, đúng không Hải? Tao chỉ cần khen một ai đó là người đó thay đổi liền. Tốt nhất là không nên khen người ta, đúng không? Phải không Hải? Có cần tao phải show ra cái message chat giữa hai đứa đàn ông chúng mình vào cỡ 11 giờ đêm không? Có cần không Hải? Nên không? Đứa nào xóa message là đứa hèn nhá. Đứa nào xóa phần chat trên Messenger là đứa hèn nhá. Thất vọng quá. Hãy chứng minh tao sai đi. Thầy Hoàng chat bình dân mà đúng không? Chat có giống ông thầy chat không hay là giống hai đứa bạn chat? Trả lời. Hai. Người này rồi kia. Sao? Ý nói tao đang nhìn cách đó hả? Chờ đi con. Đây nhánh phân cấp nha, vẫn chia nhau. Và bây giờ tôi sẽ bàn nhánh thứ hai. Vẫn tiếp tục nha, cái oi phải nối xa. Các công đoạn, các kỹ thuật, các bước, các hoạt động, các công đoạn, các kỹ thuật, các bước, các hoạt động để tìm ra requirement, các công bước, công đoạn, các kỹ thuật, các bước, các hoạt động để tìm ra hay để quản lý các requirement, hay tôi còn gọi là OTIBs, các hoạt động, các công đoạn, các bước cần phải có để làm, để quản lý được, tìm ra được các requirement, các công đoạn, các kỹ thuật, các bước, các hoạt động để tìm ra requirement. Tức là nhớ rằng nó vẫn là cái cây gốc mà nó tẻ có một nhánh mới thôi. Rồi, để liên quan đến requirement thì ta có hai công đoạn lớn. Hai công đoạn lớn là mình viết cái bảng. Rồi. Development
Nhánh đầu tiên requirement development, nhánh thứ hai requirement. Thôi để tôi đổi chữ cho nó bên này ít dùng hơn, tôi cần cái bảng lớn bên này vẽ cho nó dễ hình dung. Đảo nha. Management. Cái này cái số 2. Cái số 1 thì cái bảng mới nối trong kia. Requirement. Thì và lớp rồi hai bước này nghĩa là sao? Viết đảo thứ tự chỉ đơn giản để cần cái bảng lớn requirement development và requirement management. Rồi cái này được gọi là công đoạn là đi quản lý các requirement được tìm thấy. Để có requirement rồi. Còn cái này thì được gọi là đi tìm ra các requirement. Tìm ra các requirement. Và theo cái gọi tính tầm quan trọng của kiến thức thì ta đánh dấu hoa thị. Đánh dấu sao? Marker. Cái này quan trọng. Cái việc đầu tiên phải có được requirement đã. Ta cần phải có được các requirement thì ta bắt đầu ta mới nói chuyện quản lý. Giống như phải có sinh viên thì bắt đầu nói chuyện quản lý sinh viên. Có bệnh nhân thì bắt đầu mới quản lý bệnh viện, quản lý bác sĩ, quản lý thứ. Cho nên là không có cái đối tượng chủ thể thì ta không có công việc quản lý. Như vậy bài này là tập trung vào đi tìm ra requirement. Còn cái này là quản lý nó. Hôm bữa mình đã nói về cái quản lý requirement rồi. Trong cái phần backlog, trong cái phần mà liên quan đến bug database hay là tôi cho bạn xem các requirement train log mà tôi đã từng nói trong cái môn, trong video trước đó. Rồi. Thế thì, để ở giai đoạn này thì nó lại có 4 công đoạn nhỏ hơn, có 4 bước. Đây là chia nhỏ xuống thành 4 thứ nhỏ hơn. Bốn công đoạn, 4 bước. Bước thứ 1 được gọi là elicitation. Và vì tầm quan trọng của nó, tôi viết xong tôi lại tô mực đỏ. Elicitation. Elicitation. Đây là công đoạn đánh dấu hoa thị đỏ quan trọng. 4 công việc. Rồi, nhóm công việc số 2. Ta cần quan tâm là nhóm công việc analysis. Nhóm công việc số 3, ta suy nghĩ về nó. Validation. Xin lỗi, documentation. Nhóm công việc số 4, validation. Và công việc này tôi cũng đánh giá là công việc quan trọng tiếp theo. Vậy thì ta có 4 khối công việc liên quan đến cái tìm ra requirement. Ta đang đi vào trung tâm Sài Gòn. Nếu quan điểm theo cái học các môn học này thì hôm nay bắt đầu ta đang đi dần vào trung tâm, vào cái lõi. Giai đoạn này là giai đoạn gì? Là học về các kỹ thuật để làm việc với khách hàng. Nào đây. Cái này là ta học về các kỹ thuật làm việc với khách hàng, hiểu khách hàng, tìm requirement từ khách hàng hay từ user. Học về các kỹ thuật làm việc với khách hàng, hiểu khách hàng, tìm requirement từ khách hàng và từ user. Tức là học về các kỹ thuật. Tôi nhấn mạnh về yếu tố học các kỹ thuật. Rồi, analysis là phân tích thôi. Còn cái bước thứ 3 chính là nói về viết ra các document
sau khi đã làm việc với khách hàng. Viết ra các document sau khi đã làm việc với khách hàng. Và trong đây có những cái loại document huyền thoại và nổi tiếng mà chúng ta đã gặp, ít nhất đã nghe tôi giới thiệu và nói. Cái đầu tiên là BRD, cái thứ hai là SRS, cái số 3 là FRS, FOS hoặc FOD. Cái này mình đã từng nói chuyện rồi, nó chính là cuốn đồ án tốt nghiệp, 1/2 cuốn. Nhưng mà nói chung là đồ án tốt nghiệp là dạng này, chứ không thể nói cái này là đồ án tốt nghiệp thì nghe nó không đúng. Hai cái cuốn này thì tôi đã cho các bạn xem rồi, đã hình dung nó rồi. Vậy nhiệm vụ của các anh chàng làm nghề đi khách, toàn bộ cái này có chuyện nghề đi khách, môn này toàn nghề đi khách không ạ? Thì là hai cái thằng này là hai cái thằng lớn lao cực kỳ. Còn cái này có cái document rồi, đây là có document. Thì nhờ ai đó khác để review cái requirement hay cái document. Và cái này nó chính là cái câu chuyện hồi nãy tôi nói đấy. Nó có một cái độ tương đương với cái V model, tương đương với early testing. Nó tương đương với khái niệm gọi là static testing của môn SWT, môn kiểm thử phần mềm. Đó là phần trên, tức là nhờ ai đó review cái document. Nó chính là cái mô hình V model early testing mình học của môn SWE software cầu kỳ 4 mà mình đã học Coursera. Tôi sẽ tập trung vào cái này, đây là bước quan trọng nhất, học về các kỹ thuật làm việc với khách hàng. Vậy thì làm với khách hàng có bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu cách thức để tìm ra được requirement nha. Hiểu đây, anh tìm requirement từ khách hàng, từ user hay từ giang hồ luôn, thêm cả từ giang hồ luôn. Mình sẽ xem cái từ giang hồ này thế nào. Dưới đây tôi chẻ nhánh tiếp kiến thức, có khoảng cỡ 10 cái đáng nhớ. Chẻ tiếp cái này để lại. Cái số 1 trên đây, cái số 1, kỹ thuật số 1, interviewing. Interviewing, kỹ thuật phỏng vấn khách hàng. Kiến thức của môn này nhiều nhá, nó không khó, nó nhiều. Video trên YouTube là tao upload đến hết rồi đấy, chỉ còn mỗi phần CV chúng mày thôi. Cái phần thuyết trình của chúng mày thì chưa, thì từ từ hỏi xin ý kiến chúng mày sau thôi. Và CV sẽ upload luôn. Sử dụng cái nào ta sử dụng được, cái đó cứ sử dụng. Đó. Nhưng mà thuyết trình thì để từ từ. Như vậy còn toàn bộ nội dung lý thuyết là ta upload của các lớp hết rồi đấy. Ngày tối hôm qua đã sạch rồi. Để có cái mà ví dụ lo lắng nhất là câu chuyện học tập, đường dài học tập ở Hàng Hải. Mình upload sẵn cho nó rồi. Mình nó nói câu là em sẽ hứa chép bài, học bài. Thì em bị đau bụng. Ở đây đang ghi video đấy Hải. Tại không chơi report kênh của tao nha mày. Anh em các còn học bài nha mày. Video có hết rồi nha. Những phần này tôi giảng cái ngày nào tôi sẽ upload ngày đó. Môn software testing có, hôm nay là học rất nhiều về Maven. Trên NetBeans 14 luôn. NetBeans 14 luôn rồi. Tối nay tao up. Chúng mày xem thêm. NetBeans 14 hay lắm. Nó có Selenium nó đưa vào luôn đến NetBeans 14 luôn. Mới. Mà tao chưa thử. Nhưng mới. Đấy là điều để nói cho mày biết thêm. Không đùa đâu, nhiều kiến thức học lắm á. Rồi, interviewing là kỹ thuật số 1, phỏng vấn trực tiếp khách hàng. Bước số 2. Kỹ thuật số 2 là workshop. Kỹ thuật số 3. Focus group. Focus group. Cái số 4. Observation.
Sân. Câu số 5. Questionnaire. Cái số 6. Document. Document. Analysis. Hoặc document collection. Cái số 7. User interface analysis. Câu số 8. System interface analysis. Bước số 9. Cái chỗ nha. Phép cho phép là bước số 9. Prototyping. Số 10. Friend. Tommy. Đây là những phương pháp nổi tiếng. Tất cả những kỹ thuật mà để có thể làm việc với khách hàng. Đọc từng chữ một. Interviewing. Workshop. Focus group. Observation. Questionnaire. Document analysis. User interface analysis. System interface analysis. Prototyping. Brainstorming. Kiến thức nhiều không? Sao? Làm việc riêng nữa. Đứa nào tao khen thì đứa sớm biến chất. Cuộc sống nó rất chill đây nè. Đấy. Ừ. Muốn người ta nhớ đến mày theo kiểu nào? Thế mình đang sống nha. Muốn người ta nhớ đến mày, recommend về mày về điều gì? Ừ. Em à. Ok, ta đi vào phương pháp đầu tiên, phỏng vấn. Đây là phương pháp quan trọng nhất và phương pháp dùng phổ biến nhất. Bước đầu tiên tôi nói cái kỹ năng để trở thành một người làm nghề BA. Kỹ năng đầu tiên, skill, là kỹ năng gì? Hard skill là default không nói. Hard skill là default. Giao tiếp. Và trong đó phỏng vấn. Đây, nó dùng ở đây này. Cảm ơn. Nhớ thiệt đấy hả? Hay là đoán theo câu hỏi? Dạ em nhớ. Ok, nói tiếp. Các kỹ năng còn lại. Nếu nói nó nhớ bài, tao mới hỏi tiếp thôi. Hiểu chưa? Nhớ được cái à? À, nhớ được cái thì vừa nói thôi, xong em quên hết rồi. Dạ, kỹ năng... mô hình. Ok, đúng. Mô hình hóa. Vậy là mô hình hóa. Nhìn thằng bạn mà nó ra được đáp án là chúng mày hiểu nhau lắm. Cảm hứng. Không ra được cảm hứng hả? Ok. Đúng rồi, gặp một cô gái thì mình mới có cảm hứng chứ. Chắc thẳng luôn như vậy mà. Tiếp. Hết nhớ nổi. Tư duy hệ thống. Quan sát.
không? Đó. Tao không hay hơn mày đâu. Tao nhớ mày chẳng qua tao giảng. Tao mới nhớ. Người nói vừa viết vừa đọc. Nhiều lần nữa. Nhưng cái nguyên tắc để mình nhớ được kiến thức thì phải là mình tập dượt nhiều. Lập trình cũng vậy thôi, làm nhiều. Gặp nhiều bug. Thì thằng bạn nhờ thì mình gỡ lỗi là mình có thể đoán được. Nghiêm túc thôi. Cho nên làm nhiều mình sẽ nhớ. Thế thôi. Cảm ơn cô. Được rồi, nhiều đó được rồi. Interviewing, phỏng vấn. Đây là kỹ thuật, tôi đánh dấu hòa thị. Tức là trong này có là thằng này là quan trọng ha. Development là quan trọng, thằng này là quan trọng. Và nó đi xuống đến đây, thằng số 1 quan trọng. Kỹ thuật phỏng vấn khách hàng. Bôi đi, viết lại màu đỏ. Interviewing. Kỹ năng quan trọng. Mà dùng phổ biến nhất là kỹ năng này. À cái kỹ thuật này, cái này là kỹ thuật luôn. Muốn hiểu khách hàng, phỏng vấn, không đấy nhỉ? Đây là kỹ thuật dùng phổ biến nhất. Phổ biến nhất để hiểu khách hàng. Để hiểu khách hàng, để hiểu bài toán của họ. Để hiểu cái SE system. À, đây là kỹ thuật dùng phổ biến nhất để hiểu khách hàng. Và phổ biến nhất và hiệu quả nhất luôn. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề giao tiếp, liên quan đến nói trực tiếp. Và cái này thường sẽ dành cho một BA, một khách hàng, tức là đúng một con người luôn, một. Nên đây là câu chuyện của một và hiệu quả nhất, kỹ thuật phổ biến nhất để hiểu khách hàng, hiểu SE system. Và kỹ thuật này gọi là kỹ thuật 1-1, tức là một người này một người kia. Ok, bởi vì nó phân biệt được với cái kỹ thuật số 2 workshop 1BA, nhiều khách hàng, nhiều, tức là nhiều người mình phỏng vấn ấy. Thế nào ví dụ thầy cho em thầy thế nào là phỏng vấn nhiều người và một người? Tôi làm app bệnh viện, quản lý bệnh viện. Tại một thời điểm tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy, tôi làm việc để tôi hiểu công việc của bác sĩ. Tôi chỉ phỏng vấn đúng một bác sĩ thôi. Có về phỏng vấn bác sĩ nào, nếu tai mũi họng thì tao chọn một ông thôi đủ rồi. Khoa khám về tai mũi họng. Nhưng khoa nội tiết thì tao cũng chọn một ông thôi. Bởi vì bản chất việc của các bác sĩ điều trị cùng một khoa là điều trị như nhau. Khác cái kinh nghiệm để ra đơn thuốc thôi. Nhưng rõ ràng ông tai mũi họng nào vào cũng nghe phổi, nghe lưng. Mở cái miệng ra lấy cái gì nó đè vào cái miệng của mình, đúng không? Rồi bắt nói a lên đó. Rồi nghe thêm tim phổi, hỏi thêm chút xíu. Rồi nếu cần thiết là ho sù sụ, hút thuốc nhiều chẳng hạn, rồi đi chụp chiếu phổi cái này. Nếu có sốt tới giờ vào giờ chiều rồi xét nghiệm máu thêm cái nào. Nhưng mày nhìn nhau cái gì? Mày không hút thuốc mày chưa vap hả? Có không? Ai có không? Hút thế nào? Đập đá hả? Không lẽ uống bia không đập đá bỏ vào? Ở nhà làm mới lo ăn bia. Không xét luôn hả? Tối xúc miệng bằng chi vát đúng không? Đi ngủ cho thơm miệng đúng không? Đấy, con pha thêm bằng bảy ấp vào uống cho nó ngọt đúng không? Mày hay. Được. Vậy mỗi bác sĩ đóng một cái vai trò khám bệnh ấy, thì tao chỉ phỏng vấn một người thôi. Tao gọi là kỹ thuật interviewing. Làm app để bán hàng thì đâu cần phải phỏng vấn tất cả các cô Thu Ngân. Vì việc của các cô ấy là giống nhau, hành động thao tác giống nhau. Vậy chỉ cần một người để nói chuyện thì người ta gọi là interviewing. Và kỹ thuật này thì nó chia thành 3 giai đoạn nha. Phần này để dành, chia thành 3 giai đoạn. Có 3 giai đoạn. Chia thành 3 giai đoạn. Ba giai đoạn của quá trình phỏng vấn một ai đó. Giai đoạn thứ nhất người ta gọi là chuẩn bị.
Thứ hai là tiến hành. Và thứ ba là kết thúc. Ủa, công việc nào chả vậy đúng không thầy? Đúng rồi, thường công việc nào nó sẽ bao gồm ba cái công đoạn. Nhưng mỗi công đoạn đây thì mình sẽ có những cái việc để lưu ý. Thế thôi. Kết thúc. Tiếng Anh nó gọi là post interviewing hoặc là follow up, tiếp tục theo dõi. Kết thúc không phải là kết thúc nha. Tiến hành nó gọi là why hay là conducting. Chuẩn bị preparation. Chuẩn bị ba công đoạn của quá trình phỏng vấn ai đó. Rồi, công đoạn đầu tiên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn như thế nào. Và nên nhớ cái này nó gọi là phỏng vấn, cái này gọi là face to face, mặt đối mặt. Nên kỹ năng chúng mày nó nằm ở đây, nhút nhát, mắc cỡ hay sẵn sàng xông pha, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong đây. Còn mình đi nói chuyện người khác mà. Hải nó bắt đầu nó lại gom đồ rồi. Cái mày nhìn tao đống đồ này thì tao có nên tất trước hay không? Hả? Nhanh một giây chậm cả đời. Lao ra ngoài kia đi. Biển báo giao thông có câu nhanh một giây chậm cả đời đấy. Hả? Nó đi học nó đếm giờ về, nó để tao điểm danh cho, bữa sau mà tao cấm mày vào lớp luôn. Vướng hả? Tao có thấy vướng không khi tao di chuyển trong cái lớp này? Người ta gọi là thiếu sự cầu thị trong việc học tập. Hiểu chứ cầu thị là gì chứ? Là dù mình đời học nhưng mình phải tỏa bộ ra, bộ trước mặt ông sếp là mình rất chăm. Hiểu chưa? Đấy vậy. Đang giờ học mà nó vẫn còn ngồi suy nghĩ đến giờ này đi về hay gì đó. Có giờ này ra trên bãi đậu xe, cho 5 phút nữa tao mới cho chúng mày về. Ai cho mày sớm? Cái nào muốn về sớm thì báo. Cứ thoải mái đi ra, ta điểm danh cho. Chuẩn bị là gì? Ai chuẩn bị gì? Đó, mình là BA, tôi đang nói tất cả câu chuyện đây là BA nhá. Đây là câu chuyện face to face, đối diện với khách hàng, với bác sĩ, với y tá, với kể cả khách hàng Nhật luôn, tất tần tật mọi thứ. Ok, như vậy chuẩn bị. Thứ nhất, chuẩn bị cái gì? Thứ nhất, ta chuẩn bị kiến thức nền. Kiến thức nền, người ta gọi là background knowledge. Kiến thức nền liên quan đến lĩnh vực mà cái app mình sẽ viết cho. À, liên quan, tôi ghi chậm để các bạn có thể, nếu ghi chép thì đọc được, liên quan đến cái app mà mình sẽ viết. Kiến thức nền, và cái này hôm bữa tôi nói trong cái kỹ năng của dân BA là phải có kỹ năng của social, kỹ năng của xã hội. À, sẵn sàng học hỏi những cái kiến thức mà bên phía doanh nghiệp người ta huấn luyện cho mình. Cho nếu mày làm app phải bác sĩ, tất nhiên mày sợ bông băng thuốc đỏ thì mày không thể làm BA cho bệnh viện, app bệnh viện được rồi. Mày đến với cái cảm giác là mày đã không thấy thoải mái và có khi muốn ói và muốn sợ rồi. Có những người rất sợ cái môi trường, cái mùi băng bông băng ở bệnh viện chẳng hạn. Đấy là yếu tố tâm lý, mình không nói ở đây nha. Nhưng mà nếu mày viết app cho bán hàng thì mày phải hiểu bán hàng. Hình dung bao nhiêu bán hàng. Nếu mày viết app và siêu thị thì mày cũng phải nói chuyện về các câu chuyện của siêu thị. Nếu mày viết app về mượn sách trả sách thì mày phải biết câu chuyện của mượn trả sách. Tôi nói kiến thức đây này. Đấy, phải học và sẵn sàng học cái câu chuyện của khách hàng. Rồi, chuẩn bị kiến thức này của cái app sẽ viết. Ví dụ nếu app viết, nếu mày làm cái app quản lý bệnh viện đó, cái app bán hàng thì mày phải chuẩn cái thuật ngữ. Ví dụ như là khuyến mãi, đổi trả, giao hàng, tồn kho. Đó, tất cả những chữ này mình phải học, mình phải sẵn sàng.
Như vậy người ta gọi là chuẩn bị kiến thức nền, background knowledge liên quan đến cái app mình sẽ viết. Đây là bắt buộc đấy. Từ từ ta sẽ cho ví dụ đầy đủ dài hơn về những cái điều này. Kiến thức này. Thứ hai, chuẩn bị câu hỏi. Chuẩn bị câu hỏi để hỏi khách hàng. Mày gặp bác sĩ mày sẽ hỏi câu gì? Dự kiến nội dung gì? Mày gặp cô bán hàng, nếu đã bán hàng, hay gặp kế toán, làm cái câu kế toán để bán về phần mềm kế toán. Gặp cô bên nhân sự liên quan đến đuổi người thì sẽ hỏi những câu hỏi gì? Thì người ta gọi là chuẩn bị trước câu hỏi. Chuẩn bị câu hỏi để hỏi. Những câu hỏi phải để hỏi rồi, biết cậu này có vẻ thừa. Trước khi về, mày có bạn gái chưa? Nói nghiêm túc, cái này không có troll nhau. Không có ý định troll nhau, không có ý định cười nhau. Mày có bạn gái chưa? Rồi. Tao hết nói chuyện được với mày rồi. Rồi. Cô ấy bằng tuổi hay kém tuổi hay lớn tuổi hơn? Bằng tuổi. Ok. Hãy nói cho tao nghe về cô ấy. Một câu nào nói thôi, không ý định thôi nha. Riêng tư quá thưa thầy, thầy muốn em kể gì? Đó thì mày cứ nói câu đó, mày đang đối thoại mà. Đang trong câu chuyện chứ không có rô mày, yên tâm. Hả? Cái gì? Hả? Chuyện nó không ảnh hưởng, chứ tao lên voi xuống chó, chuyện đương nhiên hơn của cuộc đời người. Không, câu đó, đối với một câu, tiếp tục. Kể tao nghe tiếp về cô ấy. Ví dụ, muốn cái gì cũng được, tao đang hỏi câu đó mà. Một câu ngắn thì kết thúc, mày còn cần, mày còn nhây thì tao còn nhây. Ok, xây, dĩ nhiên rồi, phải xây. Vẻ đẹp của một cô gái không phải nằm ở đôi má hồng, mà nằm trong đôi mắt của kẻ tình si. Đúng chưa? Câu đấy là câu chuẩn của bên tâm lý á. Vẻ đẹp của cô gái không phải ở đôi má hồng, mà trong đôi mắt của kẻ tình si. Câu hỏi tao vừa hỏi cô Hải, nếu có hai loại câu hỏi, bị câu hỏi có hai loại. Hải à, tao không có ý tao chơi mày đâu, vì nó có hai loại câu hỏi. Câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Chuẩn bị hai loại câu hỏi đóng. Nói cái này mình dừng, câu hỏi mở. Nào, câu hỏi đóng. Người ta gọi là closed end questions. Câu hỏi mở, người ta là open end questions. Tao vừa hỏi thằng Hải câu hỏi, mày có bạn gái chưa? Câu hỏi này xếp vào gọi là câu hỏi đóng. À, câu hỏi đóng là câu hỏi kiểu yes no, câu hỏi multiple choice, chỉ có vài option để chọn thôi. À, ví dụ, Hải có bạn gái chưa? Câu hỏi này về nguyên tắc nó chỉ trả lời được một trong hai thứ thôi, có, chưa. Còn nếu không phải là có trả về chưa thì gọi là đang cross ai đó, nó chỉ có 3-4 trạng thái. Tức là tao biết trước được cái đáp án trả lời nó sẽ rơi vào một trong những cái gì. Tao gọi là câu hỏi đóng. Câu hỏi mở. Nói cho tao nghe về cô ấy. Nói tôi nghe. Mày hiểu tao không có ý định troll mày chưa thằng kia? Mày hiểu chưa? Phải có câu dẫn chứng ví dụ. Nói tôi nghe, nhưng mà thằng này nó cô này nó rất sợ nói chuyện với tao, đơn giản nó nghĩ rằng tao bắt đầu bốc phốt nó một cái điều gì cho nó rất run. Mà chứng minh một điều nó có phốt thật, tao chưa biết là phốt gì. Đà, nhưng mà tâm lý của một người làm sai cho nên sẽ có cái cảm giác, hiểu chưa mày? Tao nói đúng hay nói sai? Mày có thử nói sai, tao cho rớt môn bây giờ. Đà. Nói tôi nghe về cô ấy.